Tám vật đại kỵ tuyệt đối không được mang vào nhà, nếu không xui rủi cả đời, tiền bạc đội nón ra đi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, ai cũng muốn nhà mình vừa đẹp vừa sang, thế thứ gì hay và quý cũng muốn mang về để trang trí trong nhà. Nhưng theo quan niệm phong thủy học, có một số vật dù đẹp và có giá trị đến mấy thì cũng tuyệt đối không mang vào nhà, kẻo rước họa vào thân, đen đủi đủ đường. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường và đánh giá bằng cái vẻ bề ngoài, chúng ta sẽ không thể nào mà lường trước được những điều gì sẽ xảy ra khi mà nhặt những đồ vật đó lên. Minh chứng là khi hỏi 10 người nhìn thấy tiền ấy hay là những đồ có giá trị có nhặt lên không thì hầu hết phải tới 9 người đều có câu trả lời là nhặt lên vì cái tò mò, vì lòng tham để bày trí trong nhà cho đẹp, hay là vì muốn trả lại cho người mất, trình báo công an, vân vân. Thì dù thế nào thì cũng rất là nguy hiểm. Bởi điều này không chỉ mang lại nhiều cái rắc rối và vận xui mà còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của gia chủ nữa. Sau đây tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những danh sách, những đồ tuyệt đối không được nhặt trên đường. Các bạn nên nhớ kỹ và tuyệt đối không được nhặt mang về nhà. Tám thứ dù cần đến mấy cũng không nên nhặt, kẻo rước họa vào thân. 1. Tiền lẻ hoặc vật dụng cá nhân của người khác. Đi đường chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần nhìn thấy tiền lẻ hay là đồ dùng rơi trên đường. Nhưng các bạn có biết đó là những cái đại kỵ mà không nên mang về nhà. Tất nhiên là cũng có trường hợp là người ta làm rơi đồ hay là rơi tiền. Nhưng cũng có trường hợp là người ta cố tình bỏ lại những thứ đồ đó trên đường để giải xui hoặc là giải hạn. Người làm rơi tiền, làm rơi ví ấy, là những người mà bị dính cái vận xui. Khi ta nhặt đồ của họ, tức là ta tiếp nhận cái vận xui xẻo của người ấy. Hơn nữa, các cụ có câu, của thiên thì trả địa. Cái gì không phải do mình làm ra ấy, thì dù có nhận được thì cũng sẽ mất mát sớm mà thôi. Khi ấy, nếu bạn đem những thứ đó về nhà mình thì cũng là đang rước lấy những điều xui xẻo cho bản thân và cho cả gia đình nhà mình nữa. Đó là một trong những cái vật mà không nên mang vào nhà mà bạn cần phải biết. Đặc biệt, ai mà biết có người đang thực hiện những cái thủ đoạn lừa đảo, họ sẽ giả vờ đánh rơi ví tiền hay là rơi phong bì giày cộp trên đường. Rồi khi có người nhặt, họ sẽ chạy lại để đòi. Sau đó lại có người nữa chạy đến nói rằng chiếc ví của mình. Đấy, bắt đền bạn và nói nếu không trả thì sẽ báo công an. Đấy. Rồi hàng loạt các chiêu thức lừa đảo tinh vi khác mà chúng ta không thể lường trước được. Do đó, để không vướng vào những tình huống nguy hiểm thì đừng nên nhặt bất kỳ cái đồng tiền nào, ví tiền hay là phong bì nằm trên đường. Thứ hai là đồ trang sức bằng đá quý đã cũ. Đá quý có chứa nhiều năng lượng, theo phong thủy ấy, thì cũng có nhiều cái tác dụng tốt cho con người. Hơn nữa, đá quý còn được nhiều người ưa chuộng với cái vẻ đẹp của chính bản thân nó. Ngày nay thì không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng sử dụng những cái món đồ trang sức bằng đá quý hoặc làm bùa hộ mệnh cho mình, hoặc làm trang sức phong thủy để trợ vận cái tình duyên cũng như là tài lộc, hoặc là gì để tăng cường cái sự nghiệp cho mình. Tuy nhiên, đá quý có khả năng hấp thụ cái sinh khí của chủ nhân. Chính vì thế, sau khi sử dụng một thời gian thì các món đồ trang sức bằng đá quý sẽ tích trữ cát khí và hung khí, mang năng lượng tâm niệm và tai ương của người chủ cũ. Chính vì lẽ đó mà người ta thường chỉ mua đồ trang sức đá quý là đồ mới, chứ hiếm khi mua đồ cũ, vì sợ rằng sẽ mang lại nhiều điều xui xẻo của chủ nhân cũ, nó lây sang mình. Vậy nên, các bạn hãy hạn chế mang đồ trang sức bằng đá quý cũ vào nhà, trừ khi nó được làm sạch hoặc là giải trừ mọi cái năng lượng xấu tích tụ ở trong đó. Thứ ba là gương nứt. Gương vỡ hay gương nứt thì cũng không nên dùng nữa, kể cả khi mà nó chỉ bị nứt nhỏ, thì theo phong thủy cũng là cái điều không tốt. Đến gương nhà mình bị nứt cũng không nên giữ lại, chứ đừng nói là mang gương cũ, gương nứt về nhà. Đây là món đồ phong thủy không mang vào trong nhà thì sẽ tốt hơn. Ở xưa kia, chiếc gương được coi như là một cái vật không thể thiếu của các cô gái đã đến tuổi kết hôn. Nó như là một cái lá bùa hộ mệnh dùng để bảo vệ nhan sắc cũng như là tình duyên và cái cuộc hôn nhân của họ. Khi chiếc gương bị nứt hay bị vỡ thì cũng đồng nghĩa với những cái thứ mà nó bảo vệ thì cũng không còn được tốt đẹp như trước nữa. Chính vì thế mà người ta mách nhau là khi mà gương không còn được lành lặn nữa thì phải đem gói vào cái khăn tẩm thêm một ít muối rồi đem vứt đi, khi đó mới có thể giữ được cái sự bình an cho mình. 4. Cành lá cổ thụ. Đầu năm nhiều người có thói quen đi hái lộc, nhưng nếu làm việc đó các bạn nên nhớ phải tìm đến những cây nhỏ với cái tán lá nhỏ, hái lộc cây đó thì mới an lành. Cây to cành lá tùm thì lộc tưởng chừng như xanh mướt, nhưng theo quan niệm dân gian thì cây càng to, nhất là những cây cổ thụ mà còn gần đình đền miếu phủ chùa chiền ấy,
thì rất dễ là nơi trú ngụ của các vong hồn. Không biết mà hái lộc không đúng cách thì sẽ dễ rước vong vào nhà. 5. Ảnh của người đã mất thì không nên thân thích. Theo quan niệm tâm linh, mỗi tấm ảnh đều chứa ra một phần linh hồn của cái chủ nhân của nó. Nếu những người trong ảnh không phải là người thân của bạn ấy, thì tốt nhất không nên giữ cái ảnh đó trong nhà khi mà người ấy mất. Người lạ ấy không quen không biết mà bạn lại đem cái ảnh của họ về, thì cẩn thận người ta sẽ ám bạn qua cái bức ảnh kia. Thứ 6 là hòn đá ven đường. Ngày nay rất nhiều người thích dùng cái đá cuội để trang trí cái sân vườn nhà mình. Theo phong thủy, đây là một cái hành động mà bạn phải cẩn trọng. Bởi những hòn đá ven đường không phải là những thứ mà bạn có thể tùy tiện mang vào trong nhà. Thời xưa thì những cái xác chết vô chủ, không người thân thích thường được đem chôn ngay bên ven đường hoặc là ven sông. Người ta chôn làm phúc nên là cũng chẳng được kỹ càng. Có khi là dùng chính những cái hòn đá, hòn sỏi mà nhìn thấy ấy, để gì? Để lấp xung quanh cái ngôi mộ đó. Vì thế hòn đá bình thường mà bạn nhìn thấy bên đường có thể là hòn đá được dùng để làm cái việc đó. Có thể nó sẽ mang theo cái vong hồn của người đã chết. Điều đó lý giải tại sao mà chúng ta không nên mang những hòn đá này tùy tiện về nhà. 7. Những sợi dây thừng lạ. Ở trong nhà có người chết vì treo cổ, thì khi lấy tử thi xuống, người ta phải lấy sợi dây đó đốt đi ngay. Đây là câu chuyện có thật. Nếu nhà nào có người treo cổ chết, nhưng mà không đốt cái sợi dây đó đi ấy, thì một năm sau, theo quan niệm tâm linh của các cụ ấy, thì cũng tại cái nhà đó, thì cũng lại đúng cái vị trí đó, thì cũng có người treo cổ tiếp theo. Chính vì thế, nó được coi là sợi dây oan nghiệt. Nếu không đốt đi thì nó vẫn luẩn quẩn quanh nhà đó và cứ mỗi năm lại thay phiên nhau có người chết. Thứ 8 là điện thoại và tai nghe. Đang đi trên đường mà thấy có một chiếc điện thoại rơi ngay trước mắt thì hãy bỏ đi. Đừng quan tâm tới nó dù nó có đắt tiền hay là hàng xịn đến mấy. Bởi chỉ cần nhặt lên thôi là ta đã phải có trách nhiệm với nó. Nếu là người tốt bụng thì có thể trả lại được cái người mất. Nhưng nếu vì lòng tham mà giữ lại làm của riêng ấy, thì không chừng sẽ bị cái người làm mất tố cáo về cái hành vi chiếm đoạt tài sản trái phép và phải lên phường làm việc với cảnh sát. Bên cạnh điện thoại thì tai nghe cũng là cái thứ mà bạn không nên nhặt. Tai nghe thoạt nhìn có vẻ như chẳng có cái gì là nguy hiểm cả. Nhưng các bạn hãy nghĩ đơn giản, nếu mà thấy một chiếc bàn chải đánh răng hay là khăn tắm của một ai đó ở đâu đó thì các bạn có nên nhặt về dùng hay không? Tai nghe cũng vậy, đó là cái vật dụng cá nhân nên chỉ thuộc về một người. Nếu nhặt về dùng sẽ rất dễ mất vệ sinh, lây nhiễm nhiều cái bệnh truyền nhiễm. Các bạn hãy vì sức khỏe của bản thân mà lờ đi những cái tai nghe đó, dù cho nó có đắt tiền đến mấy. Quý vị thân mến, nhặt đồ vật về nhà là một chuyện không nên làm. Vậy còn bắt được tiền bạc ở giữa đường thì chúng ta có nên nhặt hay không? Nhiều người có thói quen cứ thấy tiền rơi trước mặt thì mừng rỡ, vội vàng nhặt ngay lập tức, dù đó là tiền của đám tang thả đi hay là tiền của một người kém may mắn họ đánh rơi và đang hoảng hốt tìm kiếm. Vậy, soi chiếu theo cái góc độ tâm linh thì việc nhặt được tiền thì có ý nghĩa như thế nào? Là điềm báo hung dữ hay là điều cắt lành? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo ngay sau đây. 1. Nhặt được tiền đầu năm là may hay rủi? Nhiều người quan niệm nhặt được tiền vàng rơi sẽ mang đến nhiều cái điều xui xẻo. Tuy nhiên, theo quan niệm của người xưa ấy, thì nếu đầu năm mà nhặt được tiền hoặc là của rơi dù lớn hay nhỏ thì đều là điều may mắn. Đối với những trò chơi may rủi như lô tô, bầu cua, vân vân hoặc bài tá lả thì các bạn cũng nên chơi có điểm dừng để thử cái vận may của mình thôi. Nếu bạn may mắn thắng vài ba ván thì đó là cái điểm lành, nên giữ tiền bạc lại để giữ cái vận may của mình. Còn nếu thua thì bạn cũng đừng nên tiếp tục mà sa đọa gỡ gạc, nên dừng đúng lúc, tránh mất mát nhiều hơn. Nhặt được tiền của rơi đầu năm ấy là cái điểm may mắn, nhưng nếu đó là cái số tiền lớn thì tốt nhất bạn nên tìm chủ nhân của nó để trả lại. Đây là việc làm tốt rất được khuyến khích. Làm một việc tốt đầu năm ấy, sẽ nhận được cái sự an lành, sự may mắn. Việc này còn tốt hơn cả vạn điểm lành. 2. Có nên nhặt tiền của người chết ở đám tang hay là ở tại những người bị tai nạn hay không? Thì theo tiến sĩ Vũ Tuấn Khanh cho rằng, ngày xưa ấy, thì không hề có cái chuyện là giải tiền thật trong cái đám tang. Mãi về sau này thì một số người có nhiều tiền mới làm ra cái việc đó, rồi có người học theo và lầm tưởng đó là cái phong tục tập quán. Quý vị thân mến, mong muốn những cái điều tốt đẹp hơn cho những người đã khuất của nhiều người ấy, là hoàn toàn chính đáng. Nhưng mọi người không biết rằng cái việc giải tiền là việc không nên làm. Nó không chỉ gây lãng phí mà còn khiến cho thì chúng ta đi đường gặp nguy hiểm, gây ra mất mỹ quan của đô thị. Hiện tượng này không chỉ xảy ra ở những nơi có vụ tai nạn giao thông gây chết người, mà còn ở những đám ma, đám cưới hay là đám rước.
Người ta quan niệm làm như vậy thì sẽ may mắn và thuận buồm xuôi gió. Khi có người thân mất đi thì họ dùng những cái thỏi vàng mã, tiền xu mà giải ra đường với cái mục đích là phân phát cho ma quỷ để chúng không quấy phá, không bắt nạt vong hồn của người chết và đánh dấu đường đi của linh hồn của người chết biết đường về nhà. Với mục đích này thì người thân của gia đình người đã mất thì sẽ dắt những thỏi vàng, bạc dọc đường và rất nhiều ở các ngã ba, ngã tư để vong hồn của người chết chú ý khỏi lạc đường. Thực tế đây là một cái biện pháp trấn an về một cái mặt tâm lý, chúng không có một ý nghĩa nào cả. Cái việc giải tiền thật hay là giải vàng mã chỉ mang cái nghi thức tín ngưỡng của nhân dân đối với cái thế giới của người âm. Cho dù chúng ta có đưa tiền thật thì với thế giới đó thì cũng là tiền giả. Cái đồng tiền thật mà chúng ta vẫn cho người chết thì tuy là những đồng tiền có mệnh giá nhỏ nhưng mà cũng không nên ném ra đường như vậy. Chúng có thể gây ra những cái hậu quả không lường trước được như là gây tai nạn cho người nhặt, vân vân. Trên thực tế, vì mải nhặt những đồng tiền thả ra từ các vụ tai nạn, từ các đám tang mà đã có người tử vong, chúng ta nên tôn trọng cái đồng tiền của quốc gia, vận động mọi người không nên vứt bỏ tiền bạc đi. Bên cạnh đó thì cũng theo Hòa Thượng Thích Nguyên Quan, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở tỉnh Khánh Hòa ấy, thì Đạo Phật không chủ trương giải tiền vàng trong đám tang. Các gia đình thường mời các sư thầy về hành lễ, nhưng cái việc hành lễ đó thì cũng không hề nói tới chuyện là giải vàng mã cũng như là bày các lễ vật gây ra sự tốn kém. Cái việc giải vàng mã thực chất là một hủ tục gây ra phung phí ô nhiễm môi trường. Mọi người thay vì tốn kém vào cái việc giải vàng mã hay là tiền thì hãy nghĩ đến chuyện làm những cái việc thiện giúp ích cho những người, cho những người khác. Việc giải tiền ở đám tang hay là những nơi xảy ra tai nạn có người chết đôi khi cũng lại là tạo nghiệp vì gây họa cho người khác. Người nhặt tiền không biết có bị xui xẻo hay không, nhưng cái việc cố chạy ra nhặt tiền bất chấp an toàn giao thông ấy, có thể xảy ra dù cho mệnh tiền đó là lớn hay là nhỏ. Thứ ba, theo quan niệm dân gian, lượm nhặt tiền vàng khi đi ra đường ấy, là điều đại kỵ, tuyệt đối không được phạm phải. Sở dĩ người xưa có quan niệm trên bởi tiền lẻ hoặc là tiền xu ngoài đường thực chất không phải là tiền rơi, mà hầu hết là những cái món tiền được người khác cố ý mang vứt đi ra ngoài đường. Khi gặp phải vận xui liên tục trong công việc, trong học hành hay trong tình duyên thì người ta cũng tiến hành dâng sao giải hạn, cúng đổi mệnh, vân vân. Đấy. Thì tiền mặt là một trong cái vật phẩm quan trọng nhất trong những cái vật phẩm để cúng dâng. Thầy phong thủy cũng cho rằng tiền mặt sẽ cũng giúp các bạn mua chuộc được ma quỷ để chúng không tiếp tục quấy phá hoặc là ám vận bạn nữa. Sau khi cúng mà vứt đi thì đồng nghĩa với việc là những điều xui xẻo sẽ được rũ bỏ theo cái số tiền này. Nếu người đi đường không biết mà nhặt phải thì đồng nghĩa với việc là họ đang trực tiếp rước lấy cái vận xui của người trước. Chưa kể nếu mang số tiền này về nhà thì rất có thể sẽ ám vận lên cả gia đình mình. Vì những lẽ trên, dù có thấy tiền rơi ngoài đường thì bạn cũng không bao giờ được nhặt chúng lên. Càng không được dùng chúng cho những cái mục đích cá nhân. Nếu không thì tai họa sẽ ập xuống. Thưa quý vị, thì ai trong số chúng ta cũng đã ít nhất một lần, đúng không? Ít nhất một lần nhặt được tiền hoặc những thứ có giá trị trên đường và gì tạm thời bỏ túi. Và chúng ta cũng sẽ tự nhủ rằng mình là một trong những người may mắn, nên là gì phải giữ lấy nó. Nhưng có bao giờ mà các bạn nghĩ rằng cái tiền hoặc là cái món đồ rơi trên đường ấy lại rất quan trọng với những người đánh mất chúng hay không? Đó có thể là tiền của một bạn sinh viên vừa mới lấy tiền làm thêm, hoặc đang trên đường gửi về quê cho mẹ, hay là tiền của một cụ bán vé số nào đó, ngày bán vất vả, cầm cả nắm tiền về lo cho chồng con đang bị bệnh ở nhà hay không. Hành động nhặt được của rơi trên đường mà bỏ vào túi của mình thật sự là không thể nào chấp nhận được. Nó khiến cho chúng ta trở thành những người tham lam, những người ích kỷ, không có nhân cách và thậm chí là trở thành nguyên nhân gián tiếp ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người khác. Thưa quý vị, chúng ta đã nghe nói với nhau hàng trăm hàng nghìn lần rằng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Vì thế, xin đưa ra một số lời đề nghị thật lòng với mọi người rằng nếu có thấy của đánh rơi trên đường và cảm thấy mình bằng cách nào đó có thể trả lại được cho người bị mất thì hãy nhặt lên, còn nếu không thì cứ xem như là mình chưa thấy. Biết đâu điều đó sẽ giúp bạn thoát khỏi được những xui xẻo không đáng có. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.